Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Kiến trúc Nhật là sự trải dài của những điều kỳ diệu, là sự dung hòa giữa sân vườn và quang cảnh, là sự nhẹ nhàng tinh tế trong từng chi tiết, sự tỉ mỉ và cầu kỳ trong từng thiết kế mái. Chính những điều ấy đã khiến cho kiến trúc nói chung và nhà máy kiểu Nhật nói riêng trở thành một trào lưu mạnh mẽ được du nhập và phát triển về nước ta. Với kiểu dáng mới lạ, độc đáo, hấp dẫn người nhìn, cộng với đó là thiết kế đơn giản, phù hợp với mọi diện tích không gian. Chính vì thế mà mái nhà kiểu Nhật rất nhiều các chủ đầu tư yêu thích. Ngày hôm nay, Ngọc Huyền sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng được Mark Home thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Dũng ở Bắc Ninh. Trước khi đi vào chi tiết ngôi nhà, tôi xin giới thiệu qua về chương trình ưu đãi hot nhất trong tháng. Giảm giá tới 30% chi phí thiết kế từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 145.000 đồng một mét vuông, miễn phí 100% chi phí thiết kế khi thi công trọn gói, đặt cọc trước nhận chiết khấu ưu đãi, hỗ trợ ký hợp đồng online và có nhân sự thường trực ở các tỉnh thành. Hỗ trợ giám sát từ 3 đến 5 lần khi khách hàng tự thi công, có chuyên gia nước ngoài kiểm định và nghiệm thu sản phẩm trước khi bàn giao tới tay khách hàng, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí và rất nhiều các phần quà hấp dẫn khác khi ký hợp đồng thi công trọn gói trong tháng này. Quay trở lại với mẫu nhà của anh Dũng ngày hôm nay, qua khảo sát những yếu tố thực tế bằng phần cam hiện đại cùng thiết bị máy móc chuyên dụng, các kiến trúc sư của Mark Home đã đưa ra phương án tối ưu nhất cho gia đình của nhà anh Dũng như sau. Tổng diện tích lô đất là 242m2 theo hình ống. Các kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế đẩy lùi công trình về phía sau. Đằng trước sẽ để một khoảng sân rộng là một nơi vui chơi, sinh hoạt, giải trí, cũng như nơi đậu xe cho cả gia đình. Nhìn vào mặt bằng định vị phong thủy, ta có thể thấy được chủ nhà sinh năm 1971. Các hướng tốt sẽ là hướng Bắc, phúc đức, mọi sự ổn định, hướng đông là hướng sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, hướng đông nam là hướng thiên y, thiên thời che chở và hướng nam là hướng phục vị, được sự giúp đỡ. Các hướng tốt sẽ dùng để đặt hướng nhà, hướng văn thờ, nhà bếp, còn các hướng xấu sẽ đặt nhà vệ sinh, nhà kho. Với chiều rộng là 7,4m và chiều sâu là 17,6m, ta có tổng diện tích cho cả hai mặt sàn khoảng tầm 260m2. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang lại sự trẻ trung năng động mà cũng không kém phần sang trọng tinh tế. Phần mái được thiết kế theo kiểu mái Nhật với ưu điểm là bền màu, chống ngấm rột tốt. Phần mái đưa ra các hướng giúp ngôi nhà trông bề thế hơn. Màu sắc tổng thể của ngôi nhà khá hài hòa với chủ đạo là hai gam màu trắng và xanh kết hợp với các mảng tường và các hệ cột được ốp gạch thể xám, tạo nên màu sắc bắt mắt cho toàn bộ công trình. Không gian xung quanh nhà được thiết kế rất nhiều bồn hoa cây cảnh giúp điều hòa không khí cho cảm giác mát mẻ sảng khoái. Hệ cột trụ chính lớn vuông vức được ốp bằng gạch thể xám, dưới chân cột được ốp đá, trên mỗi cột có thêm các đèn rọi chiếu sáng cho ngôi nhà thêm nổi bật, đặc biệt là vào ban đêm. Bậc tam cấp được thiết kế theo 5 bậc. Một công trình với số lượng bậc tam cấp được xây dựng đúng tiêu chuẩn sẽ mang đến một ngôi nhà của bạn không gian có tính thẩm mỹ, tinh tế và tạo cảm giác thuận tiện cho khi đi lại giữa khu vực bên ngoài và bên trong. Ở ngôi nhà này, xây dựng bậc tam cấp với 5 bậc đại diện cho ý nghĩa là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng là một thiết kế tốt cho công trình. Ngoài ra thì bậc thứ 5 nếu rơi vào chữ sinh cũng đem lại may mắn, tài lộc và con đường công danh thăng tiến hơn nữa. Toàn bộ sảnh và bậc thềm được lát bằng đá granite với cường độ chịu lực cao mà còn mang lại vẻ thẩm mỹ trong ngôi nhà. Phần cửa chính sử dụng gỗ lim Nam Phi kết hợp với pano kính. Gỗ lim Nam Phi có đặc điểm cứng chắc, phần gỗ dạng xoắn rất đẹp, không bị cong vênh nứt nẻ, biến dạng do thời tiết mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều nên hiện nay rất được ưa chuộng. Pano kính chạy dọc quanh cửa tạo điểm nhấn và mang lại ánh sáng thông thoáng cho căn nhà.
Toàn bộ cửa sổ sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp kính cường lực với ưu điểm là bền, vận hành êm ái, cách âm và cách nhiệt tốt. Vì căn nhà này có phần ngoại thất thiết kế theo phong cách hiện đại nên toàn bộ phần nội thất bên trong cũng được thiết kế đồng nhất. Hiện nay thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại đã trở thành một xu hướng được nhiều khách hàng ưa chuộng. Với đặc tính tối giản hóa trong cách bố trí các đồ dùng nội thất và tiết chế những chi tiết rườm rà, tối ưu hóa được diện tích không gian nhưng vẫn mang đến sự hiện đại, tinh tế không kém phần sang trọng cho ngôi nhà chính. Bên cạnh đó, về chi phí hoàn thiện, chắc chắn rằng lối thiết kế hiện đại sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với phong cách cổ điển. Chính vì thế mà phong cách thiết kế lắp đặt không gian nội thất mang hơi hướng hiện đại sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng. Từ sảnh chính rộng 7,8m², bước vào phía trong chính là phòng khách có diện tích 30m². Phòng khách được thiết kế một bộ sofa lớn bằng da kết hợp với gỗ tự nhiên cùng một bàn hình chữ nhật thoải mái để gia chủ có thể tiếp khách. Một kệ tivi có đặt một tivi lớn đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Trên trần nhà sử dụng hệ trần thạch cao với khung xương chìm kết hợp với hệ thống đèn LED và đèn downlight giúp ánh sáng phân bố đều tới mọi ngóc ngách của căn phòng. Bên cạnh đó còn lắp thêm một đèn chùm pha lê giúp phòng khách thêm sang trọng và đẳng cấp. Dưới nền nhà lát bằng gạch granite vân mây sáng màu ghi, tạo hiệu ứng chiều sâu nổi bật lên phong cách sống tối giản. Và ngoài ánh sáng nhân tạo từ hệ thống đèn điện thì phòng khách cũng được thiết kế một cửa sổ rộng để cung cấp ánh sáng tự nhiên và điều hòa không khí. Tiếp theo là khu vực phòng thờ đối diện với phòng khách và thẳng ra phía cửa chính có diện tích là 12,5m². Ban thờ, vách thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ mít, có chạm trổ các hoa văn tinh tế. Gỗ mít là một loại gỗ phổ biến hiện nay, vừa mang ý nghĩa trong tâm linh phong thủy lại có giá thành phải chăng, là một loại gỗ đẹp có độ bền cao. Bên cạnh đó thì với đặc tính gỗ nhẹ, dễ chạm khắc, đặc biệt ít cong vênh, không mối mọt. Gỗ có mùi thơm nhẹ, tựa gần như mùi trầm. Ngoài ra thì đặc trưng của gỗ là mang sắc vàng sang, tựa sắc vàng của nhà Phật. Gỗ mít khi dùng lâu lại ngả sang màu sẫm đỏ. Gỗ mềm dẻo, tính chất cơ lý ổn định, cho nên sử dụng gỗ mít làm sập thờ, bàn thờ, tủ thờ là một sự lựa chọn hợp lý. Ở không gian thờ này, hai bên còn đặt hai lọ lục bình lớn chất liệu gốm Bát Tràng. Lục bình chính là một vật phẩm phong thủy không thể thiếu trong mỗi gia đình của người Việt, có ý nghĩa rất lớn trong việc thu hút về tích trữ tài lộc, mang lại sự no đủ hạnh phúc cho gia đình. Bên cạnh đó còn sử dụng để làm đồ vật trang trí không gian tâm linh thêm sang trọng. Ở đây cũng có thêm một cửa sổ rộng để lấy ánh sáng, tránh âm u cho không gian này. Phòng bếp kết hợp phòng ăn có diện tích là 13,5m². Bộ bàn ăn lớn dành cho 6 người được đặt ở đây. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L quen thuộc giúp chúng ta thuận tiện trong việc di chuyển khu vực này. Chất liệu được sử dụng cho hệ tủ là gỗ công nghiệp MDF lõi xanh, chống thấm, độ bền cao, bề mặt nhẵn, ít cong vênh và có khả năng chống mối mọt tốt. Tủ bếp dưới phủ lớp melamine, còn tủ bếp trên phủ acrylic là loại bề mặt phủ trắng gương, mang tính thẩm mỹ rất cao. Thường thì các món đồ nội thất sử dụng acrylic giúp căn phòng thêm sang trọng đẳng cấp. Và không gian bếp có thêm một cửa sổ giúp điều hòa không khí, tránh ấm mùi thức ăn. Tiếp theo là khu vực vệ sinh chung của cả gia đình. Nhà vệ sinh và nhà tắm đã được tách biệt ra, đồng thời thì đẩy lavabo ra phía ngoài. Đây là một thiết kế vô cùng thông minh vì sẽ giúp các thành viên trong gia đình có thể sử dụng cùng lúc cả ba không gian mà không cần mất thời gian chờ đợi nhau. Từ đây ta sẽ có một cửa ra sân ướt phía sau nhà. Tầng 1 có một phòng ngủ rộng 15m². Phòng ngủ này sử dụng các tông màu trung tính làm chủ đạo, kết hợp với các nội thất gỗ công nghiệp, mang lại một không gian tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Tủ quần áo được thiết kế cực trần giúp chúng ta có thể có nhiều không gian để lưu trữ đồ đạc, đồng thời cũng tránh được hiện tượng là bám bụi trên nóc tủ. Dưới sàn được lát sàn gỗ giúp ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bên cạnh đó còn giúp tạo hiệu ứng cho căn phòng thêm rộng hơn. Phòng ngủ cũng được thiết kế một cửa sổ lớn hướng ra phía mặt tiền và một cửa sổ nhỏ phía bên hông, mang lại một ánh sáng và điều hòa không khí cho gian phòng. Chúng ta có một cầu thang rộng để lên tầng 2. Các bậc cầu thang đều được ốp đá kim sa, mặt đen cổ trắng. Cho các gia đình có người già trẻ nhỏ, thiết kế này hoàn toàn cần thiết bởi vì sẽ giúp cho họ dễ dàng phân biệt các bậc với nhau, tránh bước hụt vấp ngã. Bên cạnh đó, lan can được thiết kế kính cường lực với độ dày 12 ly, kết hợp tay vịn gỗ tạo phong cách hiện đại, trẻ trung, sang trọng. Bước lên tầng 2, chúng ta sẽ có một phòng sinh hoạt chung rộng 20m². Phòng này cũng thiết kế một bộ sofa nhỏ để gia đình có thể quây quần sum họp. Chất liệu nội thất trong phòng này cũng đồng nhất với phòng khách phía dưới. Từ phòng sinh hoạt chung sẽ đi ra một ban công phía sau nhà rộng 8,5m². Ở tầng 2 có hai phòng ngủ số 2 rộng 12,1m², có một ban công nhỏ phía ngoài rộng 3,2m². Phòng ngủ số 3 có diện tích là 17m².
Đây có thể coi là phòng ngủ master của cả căn nhà vì có diện tích lớn nhất, đồng thời thì phòng ngủ này cũng được ưu ái một ban công rộng 7m2. Lan can ban công sử dụng bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu đen, đảm bảo sự an toàn cho khu vực này mà cũng làm cho phần ngoại thất ngôi nhà thêm phần khỏe khoắn, đúng với phong cách hiện đại. Chúng ta có thể đặt thêm một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà, đọc sách vào mỗi buổi chiều. Trên tầng 2 có một phòng giặt phơi rộng 6,5m2. Phòng này đã đặt sẵn một máy giặt và các vòi nước thuận tiện cho việc sinh hoạt. Cuối tầng 2 cũng là một khu vực vệ sinh chung. Khu vực này có thiết kế đồng nhất và được đặt đồng trục với nhà vệ sinh ở dưới tầng 1, giúp đặt hộp kỹ thuật đi đường điện, đường nước được dễ dàng hơn. Đó là toàn bộ mặt bằng công năng của công trình. Nhìn vào bản vẽ mặt đứng của ngôi nhà, ta thấy được tổng chiều cao của căn nhà tính từ cốt sân lên đến đỉnh mái là 10,6m, trong khi đó thì chiều cao bậc ngũ cấp là 750mm, chiều cao thông thủy tầng 1 là 3,6m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m và chiều cao mái là 2,7m. Nhìn vào bản vẽ mặt cắt của công trình, ta có thể thấy được các phần được đổ bê tông, độ dày của dầm, trần, sàn nhà hay là cầu thang. Bên cạnh đó còn biết được vị trí nào nên hạ cốt, vị trí nào nên nâng cốt để đảm bảo có một công trình vững chắc, bền bỉ với thời gian. Nhìn vào bộ hồ sơ thiết kế điện nước cho gia đình của nhà anh Dũng, ta thấy được là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, sơ đồ nguyên lý cấp điện, bảng thống kê vật tư thiết bị điện, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Một phần cũng quan trọng không kém, có yếu tố quyết định đến sự vững chắc của ngôi nhà, đảm bảo cho ngôi nhà bền bỉ không bị sạt lún theo thời gian, đó chính là phần móng. Nhìn vào bản hồ sơ kết cấu, ta thấy được là giải pháp xử lý nền và móng, móng băng bê tông cốt thép. Về giải pháp kết cấu phần thân, ở công trình này sử dụng khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối, dựa trên các dầm khung và dầm phụ, kết hợp đỡ tường ngăn. Khi tiến hành xây dựng một công trình bất kỳ, một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu luôn được quan tâm đó chính là chi phí xây dựng công trình đó. Việc lên kế hoạch dự toán công trình, tính toán chi phí xây dựng đầy đủ và chính xác sẽ giúp cho việc xây dựng của bạn diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Tuy nhiên, giá thành của công trình không có một con số cụ thể mà còn tùy thuộc vào quy mô, nguyên vật liệu, thiết bị. Các khoản chi dự trù thường bao gồm chi phí trực tiếp, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp, chi phí quản lý, lán trại, chắp đạc, thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy mà dự toán công trình là một phần không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Có thể thấy thì trong công trình của nhà anh Dũng đã được Mắc Hôm chúng tôi kê khai một cách rõ ràng, đầy đủ và minh bạch để khách hàng có thể nắm được kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại, khối lượng và giá các hạng mục để tránh phát sinh chi phí. Trên đây là các thông tin về công trình của nhà anh Dũng tại Bắc Ninh, và nếu như quý vị ấn tượng với các thiết kế của Mắc Hôm hoặc có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói thì hãy liên hệ tới các số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!